Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn xem video. Hôm nay, Kirby sẽ chia sẻ cho các bạn về khái niệm là tự kỷ ám thị, hoặc các bạn có thể gọi là tự tâm niệm. Đây là thuật ngữ mà đề cập đến những hình thức mà chúng ta sẽ tự kích thích và khuyến khích bản thân của mình qua năm giác quan của con người. Là quá trình mà chúng ta sẽ tự tâm niệm nè, tự khích lệ. Tự tâm niệm nó đóng vai trò rất là quan trọng, giữa một bên là phần ý thức. Chính cái ý thức này nó sẽ tạo ra cái tư duy, một phần bên trong tiềm thức để tạo ra hành động. Thông qua những cái suy nghĩ chi phối tâm trí, nó tồn tại trong ý thức chúng ta rất là nhiều. Bởi trong ý thức chúng ta nó sẽ có ý nghĩ tích cực và tiêu cực. Và những nguyên tắc của tự thị ám kỷ này sẽ chạm đến tiềm thức con người chúng ta, tác động đến tiềm thức bằng cách suy nghĩ đó. Thì đây còn được gọi là một cái xu hướng. Một khi mà chúng ta tin vào một cái điều gì đó và liên tục tự nhủ với bản thân của mình, cho dù điều đó đúng hay không đúng, và nó liên tục thực hiện như vậy, nó sẽ lừa cái bộ não chúng ta bằng cái quan điểm là đến một lúc nào đó sẽ chấp nhận nó như là một sự thật hiển nhiên, và bạn sẽ trở thành đúng như những gì bạn nghĩ, vì bạn đã có những cái suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí của bạn. Do đó chúng ta sẽ gieo rắc vào tâm trí của mình những cái khích lệ, những cái hạnh phúc, những cái niềm vui. Và khi bạn gieo rắc như vậy, bạn nhớ hòa trộn cảm xúc của mình, thì sẽ kết quả nó sẽ hành động lực, định hướng và kiểm soát mọi cái động thái, hành vi để khiến cho bạn đạt được cái việc đó. Và một nhân vật rất là nổi tiếng đó là Napoleon Hill, rất đề cao cái vai trò tự ám thị, tự tâm niệm này. Và ông coi đây là một trong những nhân tố dẫn đến thành công. Khi bạn tự kỷ ám thị là một cách giúp cho bạn gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ mang tính sáng tạo và những suy nghĩ tích cực. Theo ông, khi mà cái niềm tin của bản thân vào một cái trạng thái tinh thần là lúc mà bạn vừa thức dậy hoặc là chuẩn bị đi ngủ, những cảm xúc tích cực này cần phải đưa vào những ý nghĩ mà bạn muốn đưa vào tiềm thức thông qua những câu nói mà mình chia sẻ với các bạn sau đây. Và đây là một trong những cái nguyên tắc về tự thị ám kỷ để cho các bạn có tình yêu và cuộc sống hạnh phúc. Và có một lưu ý đến với các bạn rằng cái việc tự kỷ ám thị qua những câu nói này, các bạn phải áp dụng cái nguyên tắc là bạn phải đem cái yếu tố niềm tin gắn với cảm xúc khao khát có được nó. Bởi vì khi bạn tập trung và khát vọng nhất định cho đến khi khả năng đó biến thành nỗi ám ảnh cháy bỏng, thì bạn mới đạt được kỹ thuật tốt của nó. Nó sẽ đem cho bạn những vật tích cực nhất. Nếu như khi bạn áp dụng những cái phương pháp này mà bạn liên tục suy nghĩ tiêu cực, khổ cực, túng quẫn hay là bị tự kỷ, lập tức nó sẽ đưa bạn về cái chiều hướng rất là tiêu cực. Do đó khi sử dụng cái phương pháp này, các bạn lưu ý hãy nâng cao cái niềm tin của mình, cảm xúc gắn liền như bạn đã được nó rồi, bạn đang là được như vậy. Và sau đây các bạn sẽ nghe được một cái đoạn tự kỷ ám thị mà mình đã thu cho các bạn, và các bạn có thể lặp lại và đọc theo mình, thực hiện trong vòng 21 ngày nha các bạn, liên tục. Tôi luôn có mọi thứ tôi cần để được hạnh phúc. Tôi luôn có mọi thứ tôi cần để được hạnh phúc. Tôi luôn có mọi thứ tôi cần để được hạnh phúc. Tôi sống tích cực và chỉ thu hút những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của tôi. Tôi sống tích cực
và chỉ thu hút những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của tôi. Tôi sống tích cực và chỉ thu hút những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của tôi. Tôi yên tâm cho phép cuộc sống của tôi là một cuộc sống thực sự cởi mở. Tôi yên tâm cho phép cuộc sống của tôi là một cuộc sống thực sự cởi mở. Tôi yên tâm cho phép cuộc sống của tôi là một cuộc sống thực sự cởi mở. Hôm nay và mỗi ngày sau này, tôi chọn sống hạnh phúc. Hôm nay và mỗi ngày sau này, tôi chọn sống hạnh phúc. Hôm nay và mỗi ngày sau này, tôi chọn sống hạnh phúc. Tôi là một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi là một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi là một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Tôi yêu bản thân của mình nhiều hơn mỗi ngày. Tôi yêu bản thân của mình nhiều hơn mỗi ngày. Tôi yêu bản thân của mình nhiều hơn mỗi ngày. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và những người bạn rất tuyệt vời. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và những người bạn rất tuyệt vời. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và những người bạn rất tuyệt vời. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và những người bạn rất tuyệt vời. Tôi trao yêu thương cho cuộc sống xung quanh mình và thế giới gửi lại cho tôi tình yêu. Tôi trao yêu thương cho cuộc sống xung quanh mình và thế giới gửi lại cho tôi tình yêu. Tôi trao yêu thương cho cuộc sống xung quanh mình và thế giới gửi lại cho tôi tình yêu. Tôi trao yêu thương cho cuộc sống xung quanh mình và thế giới gửi lại cho tôi tình yêu. Tôi nhìn thấy tình yêu xung quanh tôi. Tôi nhìn thấy tình yêu xung quanh tôi. Tôi nhìn thấy tình yêu xung quanh tôi. Người yêu mà tôi tìm kiếm, họ cũng đang trên đường tìm kiếm tôi. Người yêu mà tôi tìm kiếm, họ cũng đang trên đường tìm kiếm tôi. Người yêu mà tôi tìm kiếm, họ cũng đang trên đường tìm kiếm tôi. Tôi yêu người bạn đời của mình bằng cả trái tim. Tôi yêu người bạn đời của mình bằng cả trái tim. Tôi yêu người bạn đời của mình bằng cả trái tim.
Tôi rất biết ơn khi tôi có thể chia sẻ cuộc sống tươi đẹp này với người yêu của tôi. Tôi rất biết ơn khi tôi có thể chia sẻ cuộc sống tươi đẹp này với người yêu của tôi. Tôi rất biết ơn khi tôi có thể chia sẻ cuộc sống tươi đẹp này với người yêu của tôi. Tôi được bao quanh mình những người sống tích cực và yêu thương tôi. Tôi được bao quanh mình những người sống tích cực và yêu thương tôi. Tôi được bao quanh mình những người sống tích cực và yêu thương tôi. Hôm nay tôi có thể gặp tình yêu của đời tôi. Hôm nay tôi có thể gặp tình yêu của đời tôi. Hôm nay tôi có thể gặp tình yêu của đời tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tình yêu. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc và tình yêu.